Đây chắc chắn là buffet quầy lai đầu tiên tại Hà Nội có máy tự làm bingsu xịn sò như thế này. Không những chọn đồ uống thoải mái mà topping trái cây, thạch, trân châu và các loại sốt ở đây cũng hơi bị đa dạng đó. Và đây là nhà hàng xô đòi, không biết là xô đói hay là xô đu ai nữa. Nhưng tóm lại là bán thịt nướng nha. Hôm nay mình đi 3 người thì có gọi một combo 990k, bao gồm một đĩa thân vai hoàng đế Black Angus, một ba chỉ bò, một lõi vai bò, một lưỡi bò và một giá treo mực một nắng khổng lồ trông rất chi là nghệ luôn. Nhà hàng này mới mở nên cũng rất vinh dự khi hôm nay được anh bếp trưởng review đến nướng bò tận bàn cho mình và giải thích sơ qua cho mình về bò Black Angus. Mà thì là bò Black Angus và bên anh có dùng là loại choice là một trong những loại mà rất là ngon trong các cái phần xếp hạng của thịt bò Mỹ. Đấy, như mọi người có thể thấy thì thịt thân vai hoàng đế được thái dày và có tỷ lệ vân mỡ đan xen. Ăn vào sẽ cảm nhận được sự mềm mọng đặc trưng của miếng thịt. Sốt chấm ở đây thì có nhiều loại lắm, nào là sốt tiêu, sốt nấm rồi đến sốt me, trứng muối, phô mai vân vân và mây mây. Mình có thử 3 loại thì thấy sốt nấm và phô mai là ngon nhất. Tiếp đến chuyển qua nướng quả mực một nắng siêu to khổng lồ này thì lúc đầu mình cũng không có kỳ vọng gì nhiều đâu. Ai ngờ nướng lên chấm cùng muối ớt xanh này dính cực, dai giòn sật sật luôn ạ. Cứ mà tất cả đều sẽ tạm thời bị lu mờ đi khi chúng ta tiến đến quầy live buffet trị giá 100k siêu chất lượng này. À nhưng mà đang được free từ ngày 12 đến 22 tháng 12 nên mọi người phải tranh thủ đó nha. Một dãy đồ có ti tỉ thứ từ salad, có salad rong biển mình thích nè, rồi là các món khai vị như gà rán, đồ chiên, ngao hấp, khoai lang sữa phủ phô mai, thậm chí là cả bỏng ngô luôn. Ảo thật đấy. Đặc biệt nhất phải kể đến máy làm bingsu siêu xịn sò, cứ tiến tới tủ lạnh lấy loại nước mà mọi người thích. Nước ở tủ lạnh thì cũng đã tính trong buffet rồi nha, nên mọi người lấy làm bingsu hay uống đều được. Sau đó cho nước vào máy xay là nó sẽ tự động xoay, tự bào ra cả một tô đá bào ú ụ như thế này nè. Thêm topping trái cây với thạch chân châu các thể loại mình thích vào nữa, dưới tí sốt kem phô mai là không thua gì bingsu ngoài hàng luôn. Mình chọn cái chai sữa cam ý, ăn hơi bị ngon, nhất là khi đi kèm với nho xanh không hạt, ôi trời ơi tuyệt vời. Trước mình thử làm bingsu trong Sài Gòn cũng mất tầm 150k một bát mà còn không chất lượng như thế này đâu. Ngoài ra buffet quầy lai còn có nhiều loại thạch siêu bắt mắt nữa, ăn cũng ok lắm đó. Cuối cùng mình sẽ đu một chiếc chen ở bên đầu yin nè, là làm tháp bò bulgogi. Mọi người cứ cho thật nhiều giá và nấm bên dưới, sau đó xếp thịt bò lên bên trên, dưới thêm sốt me và sốt nấm chờ tầm 15 đến 20 phút là có món bò xào bulgogi ngon lành canh đào rồi. Về giá cả thì ở đây có các set combo từ 250 đến 300k một người, nhưng mà nếu muốn ăn no thì chắc chắn là giá cao hơn nha. Nếu mà muốn ăn no với rẻ thì mọi người phải tận dụng triệt để quầy live buffet và sức sáng tạo đó. Đây là nhà hàng Xô Đòi ở tầng 4 trung tâm thương mại Mark Plaza số 10 Trần Phú Hà Đông. Có dịp thì mọi người nhớ tới thử nhé. Bây giờ thì bye bye.